Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Salon tô HHD CO2 Có địa chỉ 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu giấy Hà Nội và em là Đức Hoàng à, Ngày hôm nay thì thời tiết Hà Nội thật sự quá là đẹp Em sẽ đưa đến cho quý vị anh chị trải nghiệm cùng với em một cái mẫu xe có thể nói là cũng đẹp không khác gì thời tiết Hà Nội à, Một chiếc xe Lexus ES250 phiên bản Cooper à, Chiếc xe này của em là phiên bản Mui Trần à, Đã được nâng cấp rất nhiều đồ chơi rồi và cũng như là nó có cho mình một cái form dáng rồi cũng như là một cái đường lối thiết kế nó khác hoàn toàn so với những cái chiếc xe đức vậy thì em hoàng sẽ làm một cái clip ngắn giới thiệu này trải nghiệm đến quý vị anh chị một cái mẫu xe mà rất là độc và lạ đang có mặt tại HHD xe ô bên em nhé em xin phép được giới thiệu sơ qua về chiếc xe chiếc xe này của em thì là ES250 đến từ thương hiệu Lexus nhập khẩu nguyên chiếc tại Mỹ. À, chiếc xe này của em là modem 2010. À, tuy nhiên thì đã được gia chủ nâng cấp lên toàn bộ form của năm 2019 nhé quý vị anh chị nhé. Một trong những cái modem rất là mới. À, ví dụ như là điển hình qua đây thì anh chị có thể thấy là à, lối giao diện phần bên ngoài mặt ca lăng đã được thay đổi bằng mặt ca lăng hình chữ X. Rồi cũng như là hệ thống đèn pha là hệ thống toàn bộ đèn pha LED. Quý vị anh chị nhé. Đấy, giải LED ban ngày nó chạy ở phía dưới này, rất là đẹp luôn. Uh, chiếc xe này thì uh, nó không phải là một chiếc xe dành cho gia đình và nó cũng không phải là dành cho một chiếc xe để chúng ta uh, là những doanh nhân hay là những uh, uh, những người có gọi là địa vị trong xã hội mà chiếc xe này nó là một chiếc xe để chúng ta cảm nhận về cuộc sống chúng ta cảm nhận và chúng ta hưởng thụ về cuộc sống nhiều hơn đấy là chiếc xe mui trần nhé nó vẫn là phiên bản 4 chỗ thưa quý vị anh chị đấy thì em cứ lướt một vòng xung quanh xe sau đó là uh, em sẽ cho nó biến hình về đúng cái uh, cái 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 phong cách của nó đấy chiếc xe của em là một chủ từ đầu biển số hà nội và em nghĩ đối với cái biển số này thì cực kỳ ấn tượng nhé quý vị anh chị nhé chiếc xe thì uh, full lịch sử bảo dưỡng định kỳ tại chính hãng luôn đấy một chủ từ đầu quan trọng là một chủ từ đầu và chiếc xe mới chạy có 8 vạn thôi 80 mươi ngàn một một chiếc xe mà có thể nói là rất là mới ạ đấy uh, chiếc xe có màu trắng ngọc trai nhé quý vị anh chị nhé nếu nhìn về thiết luồng lối thiết kế thì thật sự là Tuy là một chiếc xe 2010 nhưng uh, nó đã có một cái vẻ đẹp rất riêng rồi đúng không ạ đấy, một vẻ đẹp cực kỳ thời thượng đúng không ạ đấy ok uh, bây giờ em sẽ uh, sẽ cho nó uh, mở mui ra để quý vị anh chị cùng xem nhé uh, hôm nay thì lại không có bạn uh, tác nghiệp cùng cho nên là em sẽ phải uh, tự thao tác thôi đấy, may quá là có một uh, cái uh, uh, thiết bị em sẽ cho nó uh, về đúng cái phong cách của nó nhé quý vị anh chị nhé. đây, đây. chiếc xe sẽ tự động, chiếc xe này là mui cứng quý vị anh chị ạ, cho nên là nó sẽ tự động từ A đến Z cho quý vị anh chị, chỉ cần một uh, cú nhấn thôi, đấy, một cú nhấn nút thôi, là chiếc uh, chúng ta không cần phải mua những chiếc xe Có chuột cửa sổ trời toàn cảnh đúng không ạ? mà chiếc xe này nó đã là một chiếc xe uh, cho chúng ta một cái không gian cực kỳ mở rồi. đấy, ok, đây đây mới chính là giá trị của chiếc xe, đấy, uh, cách mà chúng ta mỗi người chúng ta cảm nhận và uh, tận hưởng về cuộc sống này. đấy, uh, đa phần thì uh, những khách hàng uh, mua những chiếc xe uh, mui trần hay cá tính này thì thường là những khách hàng đã có uh, uh, khá là nhiều những dòng xe rồi, đấy, hay là chị em phụ nữ uh, hoặc là kể cả là anh em uh, thanh niên cũng rất là thích những cái dòng xe này thật sự là như vậy, Mà đặc biệt là đến từ thương hiệu Lexus một trong những cái thương hiệu mà có thể nói là về độ lành độ ổn định của nó rất là cao nó không giống như những cái dòng xe đức đời sâu nhé quý vị anh chị nhá à, chiếc xe này của em thì là nội thất màu kem đấy rất là đẹp à, ghế da thì vẫn còn rất là mới này quý vị anh chị này đấy quý vị anh chị có thể nhìn à, xem qua về cái à, nội thất của chiếc xe này đấy à, về option của chiếc xe thì à, cũng có khá nhiều các cái điểm nổi trội À, ví dụ như là hệ thống cruise control này điều khiển bằng giọng nói này, Đấy, rồi sấy sửa ghế. À, chiếc xe này thì nó chỉ có hai cửa thôi, cho nên là chắc là em Hoàng sẽ review và giới thiệu nó 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 sẽ uh, uh, dễ dàng hơn, Đấy, không cần phải mở cửa nhiều, đúng không ạ? Đấy, một chiếc xe mà có một cái form dáng rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Đây, à, xe này mà chúng ta mà ví dụ mà mùa này thời tiết này đẹp, vi vu trên hồ Tây, bác nào Hà Nội vi vu hồ Tây, hay là anh em ở khu vực gần biển chẳng hạn đúng không ạ? Nha Trang rồi là Vũng Tàu chẳng hạn. Rồi là, là 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 Đà Nẵng. Rồi những chiếc xe này thì rất là thích hợp luôn. Đấy. Hàng ghế thứ hai cũng không quá là chật đâu ạ. Đây, tất cả chúng ta đều chỉnh bằng điện hết nhé quý vị anh chị nhé, chỉ cần một nút chạm thôi là cái ghế nó sẽ tự động nó kéo về phía trước để cho chúng ta ngồi đằng sau. Đấy. rất là hợp lý đối với những bạn trẻ thanh niên thích sự trải nghiệm về cuộc sống hay là cũng như là tận hưởng về cuộc sống nó tuyệt vời này. Đấy. Rất là hợp lý đúng không ạ? Cooper và đặc biệt là cái cái đóng cửa của cái xe Lexus nó rất là thích ạ. Đấy. Nghe cái tiếng thôi nó đã rất là thích rồi. Nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy. Rất tuyệt vời. Ok, xin mời quý vị anh chị hãy cùng vào khoang ghế lái để chúng ta cùng cảm nhận về chiếc xe này nhá. Đấy. Thời tiết hôm nay Hà Nội thì thật sự là quá là đẹp luôn thời tiết rất đẹp đấy, cho nên là em Hoàng rất thích review và giới thiệu đến quý vị anh chị vào cái thời tiết này và không gian này ghế lái được tích hợp chỉnh điện đầy đủ nhé quý vị anh chị nhé đấy từ các cái phần nhựa này mọi thứ của nó còn rất là mới và toàn bộ là được bọc da cao cấp hết ạ đây từ các cái phần tắp lô này à, bi này đấy, đều là được bọc da cao cấp hết ạ đấy. rồi đây ghế lái của chiếc xe này ngồi cũng rất là rộng rãi và thoải mái đối với chiều cao một m tám như em hoàng đấy, vô lăng khâu da này Hoàng thấy là có cả số thể thao trên vô lăng này, đấy rồi là cảm biến đèn, cảm biến gạt mưa tự động hết. Mặc dù một chiếc xe 2010, tuy nhiên thì các cái phần nội thất này của nó còn rất là mới nhé quý vị anh chị nhé, đấy chưa có một vết xước nào luôn. Thử thì đúng rồi. À, em thì em ngẫm lại là ừ, tại sao mà chiếc xe này nó lại nó lại đi ít là bởi vì uh, có thể là một năm chiếc xe này có thể chỉ sử dụng em nghĩ là không quá là 50 lần. Để vì uh, nó cũng không phải là một chiếc xe để chúng ta đi uh, xuồng xã hàng ngày để uh, trèo đèo lội suối mà nó là một chiếc xe để giúp chúng ta uh, thỏa mãn cho những cái dịp cuối tuần dã ngoại picnic đúng không ạ? Đấy. chìa khóa thông minh rồi này, Đấy, thậm chí là còn có cả số nhanh số chậm nhé, xây ghế, đây. xây ghế này, Đấy. xây ghế này rồi các cái phần vân gỗ này của chiếc xe vẫn còn rất là mới, cần số cũng còn rất là mới ạ. chiếc xe này thì sử dụng động cơ v 6 sáu. Em nếu không nhầm thì là 2.5 hay là 3 chấm gì đó Nhưng mà Lexus thì rất tiết kiệm nhiên liệu thôi đấy. Ở trên đây thì có hệ thống uh, uh, đèn, uh, cảm biến đèn uh, chiếu hậu này Giúp cho chúng ta không bị uh, gọi là 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 chói đối với những chiếc xe phía sau đây Hệ thống đóng mở của chiếc xe này cũng rất là đơn giản thôi Nó chỉ có một cái nút lẫy này thôi Nó giống như là những chiếc xe có cửa sổ trời đấy, đấy. Rất là mới, rất là mới Thật sự là một chiếc xe rất là mới Uh, mẫu xe này thì uh, hiện tại em đang bày bán tại showroom của em Hoàng uh, Tại địa chỉ là 106 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, Auto HHDC Quý vị anh chị nào mà có thời gian em xin mời bớt chút thời gian đến showroom em Để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này Hay cũng như là chúng ta cùng trải nghiệm, Đấy, uh, tìm hiểu về nó uh, Hiện tại mẫu IS 250 Cooper này thì uh, 2010 Hiện tại em đang bán với mức giá là uh, 1 tỷ 195 triệu đồng có hỗ trợ thêm về giá cho quý vị anh chị nhé à, Ngoài ra thì em có vẫn có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe đấy ạ à, Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì kính mong quý vị anh chị có thể vui lòng liên hệ với em Hoàng Theo số hotline là 097 209 9992 Hoặc là ấn theo dõi trực tiếp kênh youtube của HHDC.vn Kết bạn Zalo Facebook với em Hoàng theo số điện thoại trên Để em có cơ hội được phục vụ và tư vấn cho quý vị anh chị một cách uh, uh, xác thực nhất Ok, à, một lần nữa em Hoàng xin cảm ơn và hẹn gặp lại